Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ha. Thì vừa qua thì tất cả mấy anh em ở đây cũng như là đã chia sẻ cái câu chuyện của chị Kim Anh đã lên trên cộng đồng mạng tố chồng cũng như là mẹ chồng về cái hành vi đó chính là bạo hành dã man. Thì hôm nay thì mấy anh em đang có mặt tại gia đình của chồng của chị Kim Anh. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị đó là anh Phú là chồng cũng như là mẹ chồng và đứa con của chị Kim Anh đang hiện diện trước màn hình của quý cô chú anh chị. Thì vừa qua thì khi mà mấy anh em đăng tải cái video ở bên phía của chị Kim Anh lên thì ở bên phía gia đình chồng thì cũng rất là bức xúc, có những cái câu chuyện là không có đúng với cái sự thật khi mà chị Kim Anh lên trên cộng đồng mạng để mà nói. Thì hôm nay là gia đình bên chồng cũng là liên hệ với tất cả mấy anh em ở đến đây cũng như là giải thích cũng như là đính chính lại những cái câu chuyện mà chị Kim Anh đã đăng tải lên trên cộng đồng trong mấy ngày hôm nay. Thì em chào cô với Phú ha. Dạ. Thì đây là chồng của chị Kim Anh. Thì trước hết thì Phú có thể là chia sẻ lại cái câu chuyện mà khi mà bản thân của Phú nghe được những lời từ Kim Anh là vợ của mình đó, là nói về mình cũng như là mẹ mình ở trên cộng đồng mạng ạ. Dạ, em chào mấy anh chị, em là Phú, là chồng của Kim Anh. Khi mà những cái clip đó đăng tải lên á là gia đình em ở đây cũng không có hay biết, là ở dưới dì, có bà dì ở dưới Long An á là cháu của dì đó, còn coi phim coi hiệp sĩ là mới coi sao mà vô thấy là chị Kim Anh ở dưới là đăng tải lên những cái clip đó, là bà dì có hỏi, ô điện lên hỏi tại sao Phú, tại sao mà con với mẹ con mà đánh đập hành hạ con Kim Anh dữ vậy Phú. Cái em mới nói là ủa sao con có làm gì đâu mà hành hạ. Bởi vì mới là đưa cái clip, rồi lúc đó con mới là đánh lên clip của hiệp sĩ Bình Dương, là con coi, là lúc đó là con rất bức xúc. Nhưng mà con liên hệ với hiệp sĩ Bình Dương á, thì hiệp sĩ Bình Dương nói là cũng mới đầu là không phản hồi gì hết. Khi mà phản hồi lại á thì kêu gia đình con á là lên đi đặng mấy anh giúp. Tại vì gia đình con không có gì sai mà phải lên tới tận Bình Dương để mấy anh hiệp sĩ Bình Dương là phải giúp. Tại vì mấy anh hiệp sĩ Bình Dương á đăng lên một phía, mấy anh phải đi xác thực rõ ràng hai phía rồi mấy anh muốn đăng gì mấy anh đăng. Còn mấy anh đăng như vậy là mấy anh phải chịu trách nhiệm với cái những gì mình đăng, mấy anh phải xuống tận nhà của em để mấy anh xác thực. Sau khi coi được những clip hiệp sĩ Bình Dương á thì em có coi được cái những cái clip của chị Thảo trên kênh YouTube đăng lên á, là những cái clip đó em cảm thấy là rất bức xúc. Tối bữa đó em coi là lúc gần 11 giờ khuya, em rất là bức xúc, em tính điện vô số điện thoại để gặp chị Thảo đặng nhờ gì để nhờ chị Thảo xuống đây em trình bày. Nhưng em suy nghĩ lại là các anh chị còn đi công việc của mình nửa đêm nửa khuya phải để anh chị nghỉ ngơi giờ giấc, cái đó là em không có làm phiền, đó là giờ anh chị ngủ. Sáng đúng 7 giờ mấy em rất là bức xúc, em phải điện sớm cho anh chị, rồi anh chị có hẹn là em cuộc phỏng vấn bữa hôm nay. Dạ, thì cho mấy anh em hỏi anh Phú là từ cái ngày mà đầu tiên quen á, thì theo chị Kim Anh đã chia sẻ đó, là khi mà hai người quen như thế nào? Dạ, ngày đầu tiên tụi em quen á, là em có lên trên mạng Facebook á, là em tìm kiếm bạn bè, thì em có thấy cái chị Kim Anh đăng lên á, là chị cảm giác chị buồn, em có vô tâm sự. Thì là tâm sự được một thời gian, là em có hẹn chị Kim Anh là 28 Tết đón chị Kim Anh ở trạm thu phí Tân An để rước về bên quê nội đám giỗ. Là chị Kim Anh có xếp đồ lên là hai đứa em đi ăn đám giỗ ở dưới bà nội. Rồi khi ăn đám giỗ xong á, là chiều 28 hai đứa em mới chở nhau ngược về lại Đồng Nai. Là chị Kim Anh có ở lại chơi tới 30. Thì hai đứa em á, em mới chở chị Kim Anh về dưới quê. Chị Kim Anh đặng để chị đón Tết ở dưới quê. Nhưng mà về dưới chị Kim Anh có kêu em á, là thôi anh ở đây đón Tết với em một năm nay đi. Em có điện mẹ em, tại vì em có hai mẹ con thôi. Em có điện mẹ em, thôi mẹ ơi năm nay cho con đón giao thừa với Kim Anh ở dưới quê nha mẹ. Thì mẹ em có nói là sao mà có hai mẹ con mà con bỏ mẹ kỳ vậy. Thì em mới nói thôi mẹ thương con đi, thôi cho năm nay con đón Tết với Kim Anh đi. Thì em có ở lại đón Tết với cùng gia đình chị Kim Anh, là tới chiều mùng 1 là em quay về lại Đồng Nai. Dạ, thì trong cái thời gian mà tìm hiểu đó, mà chị Kim Anh là có, anh có biết là chị Kim Anh đang mắc cái căn bệnh đó không? Dạ, khi tìm hiểu chị Kim Anh lên nhà em chơi thì có đem theo thuốc.
là tối nào chị Kim Anh cũng uống, đem theo thuốc mà thuốc không có nhãn mác gì hết, chỉ bỏ vô cái bọc nhựa là đã có cái đường kéo lại rút á. Em thấy mấy viên thuốc lạ quá, thấy 2-3 đêm Kim Anh uống rồi em mới tối lại mới hỏi, ủa em cái thuốc đó mà thuốc gì mà bự dữ vậy, ủa thuốc người thai hay gì mà bự ghê vậy. Kim Anh có nói là ông nội ơi nghĩ sao thuốc đó là thuốc người thai mà bự dữ vậy. Cái em mới nói là ủa viên thuốc gì mà bự vậy vậy, em nói cho anh biết đi. Chị Kim Anh có nói với em á là thuốc này á là em phải uống mỗi tối, tại vì em bị co giãn tĩnh mạch dây chằng chân, nên em uống để cho nó không có phát ra, dây chằng là bị co giãn ở tới mức độ đó, uống thuốc đã cầm lại không cho nó phát ra nữa. Thì những viên thuốc đó em là không có biết là thuốc gì, em chỉ biết là chị Kim Anh nói sao thì em nghe vậy thôi, là thuốc là uống để co giãn dây chằng chân thôi. Dạ. Yeah. Thì anh Phú mình quen với chị Kim Anh bao lâu thì anh mới phát hiện là chị Kim Anh bị bệnh? Dạ khi cưới rồi, khi cưới về rồi là em có vợ, chị Kim đó là không biết chị Kim Anh lấy thuốc rễ hay sao không biết, là cứ 2 tuần đi lấy một lần. Em có chở lên tới bệnh viện nhưng mà chị Kim Anh kêu em ngồi ở ngoài uống cà phê đi, thì em tin vợ mình mà. Vợ kêu ngồi uống cà phê thì mình ngồi mình chờ, thì vợ mình lấy thuốc đó co giãn dây chằng chân thì lấy xong ra thì mình chở vợ mình về thôi. Thì lúc đó là em cũng như là em ngồi em uống cà phê ở ngoài, là vợ nói sao mình nghe vậy, mình ngồi mình chờ để mình chở vợ mình về thôi, chứ mình không có, em không có vô tới bệnh viện. Khi con em được đúng 1 tháng là tới ngày lấy thuốc, em có chở vợ em lên bệnh viện, em vẫn ngồi ngoài uống cà phê. Khi vợ em vô, không biết bác sĩ trong đó nói gì thì em không biết, mà một hồi lâu sau vợ em kêu anh ơi vô đây bác sĩ cần gặp. Thì em vừa vô tới bệnh viện á, thì bác sĩ Tú là bác sĩ ở đó có hỏi em là anh có biết người vợ anh nhiễm HIV không. Em mới thưa với bác sĩ là em không biết. Cái bác sĩ mới hỏi là tại sao mà người vợ nhiễm HIV mà để có bầu như vậy. Em mới nói là bác sĩ ơi em thật sự em không biết gì hết á. Cái bác sĩ mới hỏi em có phải là chồng của cô này, là ba của đứa bé này không, là bà người làm nên cái bào thai này hay không. Em mới nói bác sĩ dạ đúng rồi, con là chồng, là cha của bào thai này, là cha của đứa bé trong bụng. Bác sĩ mới kêu em á, em tên gì. Em mới nói là em là Lê Minh Phú. Bác sĩ kêu đem căn cước vô đây, đem chứng minh vô đây, tôi làm giấy tờ cho anh đi xét nghiệm đặng anh có hay không, đặng tôi cho mẹ cho anh uống thuốc. Là lúc đó là em mới phát hiện. Nhưng mà khi phát hiện rồi á, tại vì thương vợ nên về em giấu mẹ em không cho mẹ em hay. Khi vừa không cho mẹ hay là lúc đó là khi đi về rồi là không có cho mẹ hay. Khi được đúng 16 tuần tuổi á, con em được 16 tuần thì chị Kim Anh có cãi lộn với em. Cãi lộn với em là vụ chị Kim Anh á, cắn xé tờ tiền 500 ngàn đứt ra làm đôi. Em nói em ơi trời ơi tờ tiền 500 ngàn chứ đâu phải ít đâu, làm mấy ngày mới kiếm được 500 ngàn đó, sao em xé kỳ vậy em. Là mẹ em lúc đó là mẹ em quay qua mẹ hỏi trời ơi gì nó xé tiền gì vậy. Mẹ em có la trời ơi Nhung ơi con làm cái kiểu gì mà con mà sống sao mà tiền bạc gia đình mình khó kiếm mà con tà 500 ngàn con cắn con xé như vậy. Thì chị Kim Anh mới chửi á, chửi em đủ mẹ mày, mày biết cái gì, kêu mẹ em bằng con đỉ. Dạ kêu hẹn kỳ luôn. Dạ ra con đỉ mẹ mày biết cái gì. Là lúc đó em mới tức quá, em bức xúc quá. Em mới có điện về đứa em Út, là em vợ của em là Út Ánh, là em của chị Kim Anh. Em điện ra Út ơi em coi em điện mẹ đi, em nói chuyện với mẹ em đi, coi chị Kim Anh chị Sáu em trên này là thái độ như vậy nè, anh chịu không được rồi. Là Út Ánh có điện về cho mẹ, rồi vợ em lấy điện thoại gì đó điện gia đình lên, đi xe 7 chỗ, bao xe 7 chỗ lên, là khi lên là có người chị thứ năm và bà dì của Kim Anh lên, là cũng như lên là trình bày vậy đó, trình bày là Kim Anh hổn với gia đình. Thì người chị thứ năm có nói là trời ơi Nhung ơi sao mày hổn dữ vậy Nhung. Khi mà gia đình của Kim Anh lên tới mà Kim Anh vẫn còn hổn với mẹ em, mà vẫn kêu trường hổn với mẹ em vì em đi ra mà Kim Anh vẫn còn có thái độ là hổn, thì người dì mới nói là
người dì của Kim Anh có nói với dì Sáu của em á là thôi dì ơi cho tôi rước Kim Anh về đặng gia đình dạy Kim Anh lại. Khi Kim Anh về tới gia đình ở dưới quê của Kim Anh là mẹ ruột của Kim Anh, không biết bà dì của Kim Anh nói cái gì đó mà gia đình của Kim Anh là những ngày sau là cũng như là không có ngàn gì tới Kim Anh hết. Thì Kim Anh có điện thoại lên năn nỉ mẹ em ở đây là cho Kim Anh quay về, tại vì giờ con có bầu rồi, mẹ cho con quay về đi, con không muốn, con không có cha không có nội. Là lúc đó em cũng vẫn chưa kể cho mẹ em biết là vợ em bị nhiễm HIV. Tính khi em cảm thấy là trong lòng em nói giờ em phải nói với mẹ, em nói với mẹ em là mẹ ơi vợ con nó nhiễm HIV vậy đó, mẹ giờ nó cũng là dâu con trong nhà rồi, cũng có bầu rồi, là con của con là cháu của mẹ thôi, mẹ nghe điện thoại rồi mẹ cho vợ con về đi mẹ. Là mẹ em có là Kim Anh điện lên lần nữa mẹ em nghe máy, mẹ em nói thôi vậy thôi thì con cứ về đi rồi cái chuyện bệnh hoạn đó rồi tính sao. Thì trong gia đình lúc đó là rất là khổ. Kim Anh về dưới mà điện lên xin về mà không có tiền túi đang về, gia đình rất là khổ. Mẹ em phải điện chị em là người chị con của bà dì Sáu, là chị hai em, là chị Trinh. Xin chị Trinh 600 ngàn gửi vô thẻ ATM cho của Kim Anh để Kim Anh đón xe về. Khi về tới gia đình thì Kim Anh không có một lời xin lỗi. Chỉ bước vô nhà rồi là không xin lỗi tới ai hết. Em có nói Kim Anh sao mà em đã xin mẹ về như vậy, mà em về tới đây mà em vẫn không xin lỗi mẹ. Kim Anh không trả đi là lợi gì hết, cứ leo lên trên gác mà ngủ thôi. Thì cho em hỏi thêm là trong cái thời gian mà sinh sống với hai mẹ con đó thì chị Kim Anh nói là hai mẹ con là thường xuyên là chửi bới rồi đánh đập, thì cái câu chuyện này có không Phú? Dạ thưa với mấy anh mấy chị với cộng đồng mạng ở đây á, là sự việc đó là hoàn toàn là không có. Hoàn toàn không có ha. Dạ, gia đình em không hề đánh đập Kim Anh, không hề hành hạ Kim Anh, không hề bắt nhốt Kim Anh. Em có đi ở trọ ba nơi. Em nếu mà anh chị ha cộng đồng mạng không tin, em sẽ nhờ anh chị và em sẽ điện chính quyền địa phương cùng đi theo anh chị để xác thực những nơi em ở, những quán ăn của em và vợ chồng em ăn, là coi em có hành hạ vợ em không, hay là em có nhốt vợ em hay là không. Em sẽ dẫn anh chị đi xác thực. Tại vì lúc mà tụi anh mà tìm tới nhà của chị Kim Anh á, ở Bến Tre á, dạ, thì chị Kim Anh có chia sẻ lúc mà chị Kim Anh mà vừa sanh bé con xong á, là được 2 tháng, là chị Kim Anh có nói là em dùng cái đầu gối để mà quýnh quà với vết thương mổ đó, là cái câu chuyện đó là có không Phú? Dạ không, anh là không có anh. Khi bé được 2 tháng tuổi là chị Kim Anh vẫn quậy gia đình em, hỗn với mẹ em. Cái bữa đó là cũng hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại thôi. Rồi mẹ em mới nói là thôi để tao ẩm con bánh cam. Là bé Huy ở đây là con em hay kêu là bánh cam, bằng bánh tinh là biệt danh là bánh cam. Thôi để tao ẩm con bánh cam ra. Đó, hai vợ chồng bay gây lộn hồi mất công trúng nó. Thì Kim Anh á là không cho mẹ em ẩm, mà dùng tay á nằm ngửa trên võng dù siết mà nhỏ khóc mà không lên tiếng được. Thì em bức xúc quá em có lại là em bắt con ra, mà Kim Anh không cho em bắt, Kim Anh cứ siết cổ con không à. Em mới tức quá em mới đè Kim Anh ra võng, rồi lúc đó là mới bắt con em ra được. Thì khi bắt con em ra là mẹ em có nóng, mẹ em kêu chị Sáu ơi chị qua chị ẩm con bánh cam giùm em đi, là dì Sáu em qua ẩm con bánh cam đi. Thì lúc đó là vợ em á nó chửi mẹ em mới la trời ơi Nhung ơi mày cứ hổn với mẹ hoài vậy Nhung. Thì mẹ em á la sao mà mày cứ chửi tao bằng con đỉ không vậy Nhung. Thì Kim Anh á, em đẩy mẹ em ra một bên, đẩy Kim Anh ra một bên, đặng là hai cho hai mẹ con là không muốn cho hai mẹ con mẹ chồng và nàng dâu gây lộn. Thì Kim Anh á, lúc đó Kim Anh dùng hai tay gị mẹ em vô người Kim Anh, Kim nhảy lên Kim Anh đá mẹ em. Thì em thử hỏi anh chị ở đây và cộng đồng mạng á, khi người đàn bà sinh mổ mà chỉ mới 2 tháng thôi mà nhảy lên nắm tay người mẹ chồng, nhảy lên đá như vậy, thì em hỏi mấy anh chị là có ra quyết hay không. Em xin đính chính lại là bữa đó là không có ra quyết. Tại vì Kim Anh sinh mổ về là Kim Anh bị nhiễm bệnh như vậy, Kim Anh sinh mổ về là cứ nửa tháng là có kinh một lần, nửa tháng là có kinh một lần. Bữa đó là cũng như là Kim Anh nhảy quá rồi nó lại có kinh lại. Chứ không hề ra quyết. Và Kim Anh cũng có không hề kêu mẹ em là cho mẹ ơi cho con xin đi cấp cứu,
không hề, và mẹ em cũng không hề nói là bỏ cho nó chết đi. Bữa anh có quýnh chị cái nào không? Bữa mà dạ, khi sau khi mà là can vợ em ra rồi á, là mẹ em ẩm con em đi qua bên dì Sáu, thì vợ em có đi theo em chửi, đụ mẹ mày, con của tao á, mẹ mày bắt. Em nói em đừng có nói, em đừng có hổn hoài, anh bực mình lắm rồi đó, em cứ đi vô phòng em suy nghĩ đi. Nhưng Kim Anh không đi suy nghĩ, mà Kim Anh cứ đi theo em chửi, đụ mẹ đụ má của em hoài. Em có nóng, em có tát Kim Anh đúng hai cái, một cái vô ngay đây nè, và một cái không, em không hề đá Kim Anh hay là lên gối Kim Anh. Chị quýnh đúng hai cái vô mặt thôi, vô dạ mặt đúng lưng thôi. Dạ, chứ không hề dùng dạ đầu gối để mà quýnh. Dạ, dạ đúng. Khi em quýnh Kim Anh hai là hai bạt tay đó, nói thiệt với anh chị là em không hề muốn quýnh vợ em. Khi mà em đánh xong á là em đi ra ngoài em khóc. Em có tâm sự với gì em là hồi đó giờ chưa bao vào giờ mà đánh Kim Anh vậy? Không hề như vậy mà Kim Anh lên du quan giá họa như vậy. Rồi anh cũng hỏi em chưa một chuyện nữa là anh có nghe chị Kim Anh nói lúc mà gia đình mà bên vợ lên rước á, thì em đứng ở trong nhà em cầm hàng, em giống như mà em không cho vô rước con á, là cái câu chuyện đó có không? Dạ không anh. Em xin kể lại câu chuyện là Kim Anh nói em là cầm hàng rượt của gia đình Kim Anh. Cái bữa gây lộn, bữa chính tay gây lộn là sự việc là chiều thứ bảy đó đi làm về, hai vợ chồng đi làm được tuần là đi làm về, công ty có phát áo đồng phục là phát cho em xe L, tại em đăng ký xe L, vợ em đăng ký xe M, thì anh chị nhắm đi, một người 46 kg 48 kg thì mặc áo xe M nó có vừa hay là không, mà vợ em bắt một hai là phải đem đi sửa cho nó, ôm cho nó bóp lại đặng bó lại mới chịu. Thì em có nói em ơi, công việc làm á là mình bận áo hơi rộng rãi xíu đi cho nó thoải mái chứ đừng có bóp làm chi. À, Kim Anh chửi đủ mẹ mày, áo tao muốn bóp thì bóp. Cái em mới nói là thôi em muốn bóp thì em cứ đi bóp đi. Rồi mẹ em mới là chờ hai đứa tắm rửa rồi xong xuôi, mẹ em có dọn cơm lên ăn. Là khi mà ăn cơm là mẹ em ẵm con, mẹ em ẵm con và ba mẹ con cùng nhau ngồi ăn cơm. Khi con em khóc á thì mẹ ẵm lên, mẹ ẵm đứng dậy đặng mẹ dỗ cho con em nín. Khi con em nín rồi là hai vợ chồng em cũng vẫn ngồi ăn, nhưng Kim Anh ăn trước, xong trước là Kim Anh leo lên võng, là mẹ em có đưa con cho Kim Anh giữ để mẹ em á là để mẹ em ngồi ăn cơm lại, tại vì bữa cơm của mẹ đang gian dở mà con em khóc. Khi mà Kim Anh ẵm con lên võng thì có pha bình sữa, là cũng như là sữa pha còn rất nóng nên Kim Anh ngồi sang sớt. Mà Kim Anh hỏi con em là cũng như là người mẹ vừa sang sớt sữa vừa giỡn với con, hỏi đứa bé là giờ có muốn uống sữa hay không hay là ngủ xong rồi dậy uống. Thì em mới nói với Kim Anh là em ơi, thôi em tranh thủ sang sớt sữa đi cho sữa nguội rồi cho con uống, để hồi nó ngủ gục bây giờ là nó không uống sữa, phải bỏ sữa uổng lắm, sữa đó mình mua bằng tiền. Thì Kim Anh ngồi trên võng, Kim Anh chửi đụ mẹ mày biết cái gì, mày câm cái miệng là mày lại đi, mày biết cái gì mà mày nói. Thì em đó lúc đó là em im luôn, em không thèm nói nữa. Mẹ em có lên tiếng như vậy là, Nhung ơi, thằng Phú nó nói như vậy có gì đâu mà con chửi dữ vậy Nhung. Chị Kim Anh ở nhà là kêu tên Nhung á? Dạ, chị Kim Anh ở nhà là kêu bằng tên Nhung. Nhung á. Dạ. Thì thêm một cái vấn đề này nữa nè, là khi mà chị Kim Anh nói là trong cái từ cái lúc mà hai người quen nhau á, dạ, là Phú thường xuyên là điện thoại cho Kim Anh là xin tiền, có bao nhiêu là chuyển bao nhiêu, thì cái vấn đề này có hay không Phú? Dạ không anh. Khi mà em quen Kim Anh á, là Kim Anh nói dốc, là Kim Anh đang làm công việc là ngồi văn phòng là mười mấy năm rồi, lương là mười mấy triệu một tháng, là làm ngồi văn phòng thiết kế đồ họa chứ không có nói là đang bội. Khi mà em điện Kim Anh cứ tắt máy bận hoài, thì em cứ điện hoài tới khi mà Kim Anh nghe máy thì em mới thấy ủa sao ngồi văn phòng mà lại ngồi ở nhà. Thì khi mà em xuống thăm Kim Anh á, thì em mới phát hiện đó là Kim Anh ở nhà đang bội chứ không phải là con nhân viên văn phòng. Nhưng mà những lúc Kim Anh đang bội, khi mà em phát hiện ra được Kim Anh đang bội là Kim Anh, em hỏi sao mà em đang bội mà em nói dốc anh là em ngồi làm việc văn phòng. Anh nói với em á là công việc gì cũng là công việc thôi, khi thương nhau á là công việc nào cũng đi làm kiếm tiền ra tiền được hết, em không cần phải nói dối. Thì sau khi em về lại á, là hàng ngày là hai vợ chồng á là có điện liên lạc với nhau, là nhắn tin điện thoại ghi chép coi là hai đứa đang làm cái gì. Thì những lúc đó là Kim Anh đang ngồi đang bội,
em như Kim Anh lãnh bội này kia cái nọ, em không hề kêu Kim Anh là gửi tiền cho em. Dạ, từ trước tới giờ là không có kêu gửi ha. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái vấn đề mà tiền mà đi vay ngân hàng với lại tiền Kim Anh nói là mượn của chị 25 triệu đó, với vay ngân hàng 70 triệu thì cái vấn đề đó như thế nào Phú? Dạ em xin thưa với mấy anh với chị cô bác đây á, là khi mà cưới về là tiền, khi mà đám cưới á là tiền vay bạc hỏi, là mẹ em có hỏi ông chú ở cũng về chung giải phòng trọ, ông chú ở đầu đầu phòng trọ em cuối phòng trọ có lên hỏi ông chú là mượn 10 triệu đặng mua vàng cưới, tiền xe tiền này tiền kia, rồi thêm hốt cây hụi là một tháng phải đóng 3 triệu, hốt được 20 mấy triệu, là tổng cộng là 30 mấy triệu, đó là của gia đình em đi xuống đám cưới. Mà Kim Anh có điện lên là thôi mẹ ơi con phụ với mẹ là 7 triệu, là Kim Anh có gửi lên cho mẹ 7 triệu, là lúc đó mẹ bù thêm 1 triệu nữa là đi tiền nước. Thực hư câu chuyện là Kim Anh chỉ gửi lên phụ gia đình là làm đám cưới là 7 triệu. Khi mà đám cưới về rồi á, là cũng như là tiền thiếu này thế kia á, là cũng xây công chuyện ở nhà xây nó bật chật quá đi, là chồng trước của Kim Anh á, Kim Anh không biết mua đồ trả góp gì cho chồng trước á, là ngân hàng FE có điện là cho vay. Em mới nói là em ơi nếu mà người ta điện người ta cho vay á thì thôi mình em nằm đêm tâm sự, em ơi nếu mà người ta cho mình vay á thì thôi á, em đứng ra em vay đi rồi anh đi làm anh góp lại hàng tháng cho người ta, đặng về á mình trả cho ông chú đó 10 triệu đi rồi trả tiền hụi lại cho người ta, chứ giờ mình đóng hàng tháng như vậy á là mình đóng không có nổi. Thì em và Kim Anh có đi làm hồ sơ tại quán cà phê Cá Coi của đường Hồ Thị Hương Long Khánh, là vay mức vay là 30 triệu, chứ không hề như chị Kim Anh nói mà mới đầu hỏi người ta vay 20 mà làm hồ sơ 20 được mà rồi cuối cùng đổi lên giá 30, là đó là không có. Là em chỉ có là nằm đêm nói với vợ là vì hoàn cảnh mình khổ quá người ta cho vay thì mình đi vay đi, em đứng ra em vay đi, vay được mức vay của người ta là 30 triệu đi, đặng về đặng mình trả cho ông chú đó 10 triệu rồi mình trả lại cái phần hụi lại cho người ta, đặng hàng tháng mình chỉ đóng bên FE là một tháng 1 triệu 4 mấy chục thôi. Cái đó mình thì mình dễ đóng rồi, lúc đó mình đi làm tháng 6-7 triệu mình đóng đó cũng rất là khỏe, chứ bây giờ tiền lời tiền lớn tiền hụi là mình làm không nổi. Thì chị Kim Anh có đồng ý đi vay là số tiền 30 triệu. Khi mà ngân hàng duyệt rồi là em với chị Kim Anh có ra điện máy xanh để nhận tiền, số tiền đó đi về em là chính là người cầm số tiền đó chi ra trả những cái tiền mà mượn đám cưới, chứ e thật hư là không hề đi đánh bài đá gà, không hề cầm số tiền đó đi đánh bài đá gà. Hiện tại cái số tiền đó mình đã chi trả hết chưa anh Phúc? Cái số tiền của vay bên FE là hình như là khoảng còn 5 tháng nữa là đóng là hoàn thành. Nhưng mà gia đình con em nó lúc đó là đẻ nó ra có bầu có chữa rồi, khổ lắm. Em mới tâm sự với Kim Anh là em ơi bây giờ mình khổ quá rồi, thôi á mình còn mấy tháng nữa à, thôi mình ngưng đóng đi để mình lo cho con mình, lo cho gia đình trước đi, rồi hai vợ chồng mình đi làm á, khi mà em sanh em cứng rồi hai vợ chồng mình đi làm á, rồi mình có rồi mình đóng người ta tiếp, đặng đóng cho hết. Đó là sự thật là như vậy. Mà cái khoản nợ mà bên cái anh dây ngân hàng đó là hiện tại là bây giờ tổng luôn là bây giờ là còn khoảng bao nhiêu biết không? Dạ bên FE thì đóng khoảng còn 4-5 tháng, còn bên kia vay 20 triệu là đã đóng được một nửa đoạn đường rồi. Ủa vậy mà sao chị Kim Anh chị nói là cái khoản nợ bên FE là tới 70 triệu, mà trong khi đó là lúc mà anh với vợ nói chung là hai vợ chồng vay tổng cộng là bao nhiêu tiền? Tổng cộng hai bên đó anh Phú. Tổng cộng vay ba ngân hàng là 70 triệu, nhưng mà em đã đóng ngân hàng FE là em đã đóng là còn khoảng 4-5 tháng nữa là hết bên FE, còn ngân hàng Miraset á là đóng đã được nửa đường, là đoạn đường là cũng như là 24 tháng mà em đã đóng được một nửa rồi. Không, ở đây là mấy anh em muốn đến chính vấn đề là hai vợ chồng đồng lòng đi vay chứ không phải là anh bắt buộc cái bạn. Dạ, đúng. Vay, đúng không? Em hai vợ chồng em là cũng như mà người ta điện cho vay á, rồi hoàn cảnh khổ quá nằm đêm em tâm sự với Kim Anh là thôi mình đi vay, người ta cho vay thì mình đi vay, mình đóng hàng tháng đi em, là Kim Anh có tự nguyện đi vay chứ em không hề ép buộc hay đánh đập Kim Anh đang đi vay. Còn cái vấn đề mà Kim Anh tố anh Phú là đá gà với đánh bài là mình hoàn toàn không có nha. Dạ không có. Là công việc hiện nay của mình làm gì Phú? Dạ khi mà em đi làm công ty mà khi chị Kim Anh cầu cứu hiệp sĩ Bình Dương á, là có nhiều cộng đồng mạng bức xúc đòi kiếm mẹ con em đánh đập thì em sợ quá em không dám đi làm, là giờ em mất công ăn việc làm luôn rồi. Thì thật sự khi mà cái câu chuyện của chị Kim Anh đăng tải lên mạng xã hội, thật sự khi mà ngay cái thời gian đầu á, khi người ta xem á, người ta cũng rất là bức xúc. Dạ. Tại vì cái vấn đề bạo hành á, hiện nay á, là nó người ta rất là lên án cái vấn đề đó.
vấn đề gia đình, ví dụ bạo hành là người ta lo lắng cao lắm. Dạ. Và hiện nay thì mấy anh em cũng đang đối mặt với cái người chồng, cũng đã nói nãy giờ thì những cái câu chuyện thì hai bên nãy giờ khi mà nghe cái câu chuyện của chị Kim Anh và nghe cái câu chuyện của anh Phú thì nó hoàn toàn là nó không trái có ngược nhau. Nó hoàn toàn nó không có khớp vào đâu hết. Đó. Thì để hiểu rõ hơn nữa thì khi mà coi chị Kim Anh mong muốn của chị Kim Anh đó là sẽ bắt lại đứa con thì Phú có cảm nghĩ như thế nào? Dạ em xin thưa với anh chị với cộng đồng của trên mạng xã hội là vợ em đã nhiễm HIV. Em đã đi xác thực lại, em có những bằng chứng là em không mắc bệnh HIV, em là âm tính. Không phải em giành giật con ở đây là em bắt con em đi làm cái gì. Tại vì bây giờ con em còn rất là nhỏ, em muốn dành cái quyền em nuôi con em. Tại vì để khi nào mà con em 5 tuổi đi, lúc đó con em nó hiểu biết, nó phân biệt được đụng vô cái đó là mắc bệnh hay là đụng vô cái này là không mắc bệnh, thì em sẽ điện cho chị Kim Anh là anh đang ở chỗ này, con ở chỗ này, em cứ lên thẳng ngay trực tiếp ngay chỗ này đi, là địa chỉ ở đây, em lên em gặp anh và con và mẹ. Rồi lúc đó em hỏi con, coi con theo em hay là theo anh, lúc đó con muốn theo ai, là em là Phú ở đây, em sẽ chấp thuận cho con em theo người đó. Còn hiện bây giờ là con em còn rất là nhỏ, em xin được anh chị và cộng đồng mạng ở đây là cho phép của em và tòa án cho phép em được nuôi con đến khi con em được 5-6 tuổi, là lúc đó em sẽ cho ý nguyện của con em nó muốn theo ai là theo. Tại vì bây giờ vợ em nhắc bệnh như vậy, nhưng mà vợ em không có kỹ cho con. Tại vì con em khi mà sanh ra là con em có những cái cứt trâu ở trên đầu, thì tối chị Kim Anh cho con uống sữa là lấy tay gạo vậy nè, là tróc hết những cái miếng cứt trâu đó là đỏ ra đầu hết, là chị Kim Anh không có kỹ. Nên bây giờ em không bệnh và mẹ em á là ở nhà chăm sóc con em, nên em muốn là em giành quyền nuôi. Đặng khi con em nó đủ hiểu biết là 5-6 tuổi rồi, em sẽ điện Kim Anh lên đó, là lên chỗ em ở. Đặng á, lúc đó chị Kim Anh hỏi coi con nó muốn theo ai thì em cho theo người đó. Tại vì lúc đó con em nó đã hiểu biết rồi, nó sẽ tránh được cái là sự bệnh hoạn cho con em. Chứ em không hề là em phải bắt con em đi trốn này kia nọ, em không hề. Vậy là hiện tại là Phú ở đây là âm tính chứ không? Dạ. Em có tờ giấy xét nghiệm âm tính hồi bữa hôm qua là 31 tay. Nếu mà anh chị cộng đồng mạng không tin thì em sẽ lấy giấy. Cái đó thì có giấy là được.